Vâng, hello anh em, mình là Kinmo Tool. Ở cái clip lần trước ấy thì mình có chia sẻ anh em là cái bộ điện của xe Zin Thái này này, nó hai quận. Thì ở cái clip lần này ấy thì mình sẽ hướng dẫn anh em là độ thêm một cái quận như này nữa. Đó. Thì ở cái clip lần trước ấy thì mình có hướng dẫn anh em về cái cách là lên cho mình một cái con IC tăng áp như thế này lên cái xe của mình ấy. Thì khi mà anh em độ thêm một cái quận như này nữa thì bắt buộc anh em phải bỏ cái quận này đi. Lý do bỏ thì là ở clip trước thì mình đã nói rồi, thì clip này thì mình sẽ không nói nữa. Thì anh em lấy chỗ để anh em độ thêm một cái quận như này nữa. Ok, thì chuẩn bị độ như thế này thì anh em cần cho mình một cái mỏ hàn, hoặc là anh em không có mỏ hàn thì anh em nối nối cái đầu dây xoắn nó lại, và anh em cạo cái lớp cách điện đây thì anh em xoắn nó lại, và chuẩn bị cho mình ít ống gen như thế này đó. Thì không có ống gen thì quấn băng dính. Đây thì mình cho ống gen vào thì nhìn nó đẹp và chuyên nghiệp hơn. Thì ok, thì bây giờ là mình sẽ bóc ra. Đây là cái bộ điện của mình, là bộ điện mới. Thì nó hình thức nó sẽ như này. Thì anh em sẽ chuẩn bị cho mình một cái bộ điện như này, hoặc là anh em có thể tháo trên cái xe Zin Thái của mình ra, hay là cái xe Zin tàu của mình ra, mà cái hai quấn như này nhá. Đó, thì anh em lại tháo bóc ra. Thì khi cái bộ quận nổ này thì mình cũng bỏ luôn, không dùng đến nó nữa. Đó, thì khi mình chuẩn bị thì là mình đã chuẩn bị được một cái quận như này rồi. Thì mình làm nên mình sẽ nói cho anh em rõ. Ok, thì bây giờ mình sẽ nói cái quận mới trước. Thì cái quận mới ấy, nó sẽ là có cái mát. Đây, cái mát mình đã cắt sẵn ra đây, nó bắt vào đây. Tương tự như ở đây đó anh em. Đó. Thì anh em sẽ cắt ra thì nó sẽ được cái đầu dây đồng như này. Thì cái này ấy, thì nó ngắn thôi, anh em dỡ ra một vòng. Anh em làm cho nó dài như này. Ở đây nó có cái đoạn nối này, thì anh em kệ nó nhá. Bỏ qua cái đoạn nối này luôn. Thì anh em cài nó vào đây và ốp nó vào đây như thế này, hình thức nó sẽ như thế này. Đây là mình nghiêng lên cho anh em xem. Đó, khi mà ốp vào thì nó sẽ như này. Ok. Ở đây ấy, thì anh em nhìn ở cái quận trên xe này, hay là cái quận mới ở nguyên bản của mình tháo ra đó, thì đây nó có một cái đầu bắt vào cái dây trắng đây, anh em để ý nhé. Đầu bắt vào dây trắng thì anh em sẽ bung mối hàn này ra. Anh em sẽ hàn cho mình cái đầu dài vừa nãy mình chuẩn bị đây này, sẽ hàn vào đây. Rất đơn giản thôi. Còn cái đầu dây trắng, khi anh em đã tách ra khỏi cái quận này rồi thì anh em sẽ hàn vào đây cho mình. Đó, rất là đơn giản thôi. Thì bây giờ là mình sẽ làm như này. Anh em chuẩn bị một cái mỏ hàn, nếu mà không có mỏ hàn ấy, thì anh em có thể quấn dây đồng được. Anh chàng à, cái này là nó gập luôn vào đây rồi anh em ơi. Đó, thì mình có thể cắt ra. Ok, thì bây giờ là mình sẽ thao tác cho anh em, và xong mình làm xong rồi thì mình sẽ hướng dẫn lại cho anh em. Ok nhé. Thì bây giờ là mình sẽ tua nhanh cái đoạn này. Ok anh em, sau khi một hồi mình hàn xong ấy thì mình sẽ được một cái sản phẩm như này. Đó, thì bây giờ là mình xin phép là mình sẽ đưa gần lên để cho anh em dễ nhìn. Đó. Thì lúc trước ấy thì đây mình sẽ tách ra như này. Ở cái quận đầu tiên, lúc đầu zin ở trên xe ấy, thì là cái dây trắng đây nó sẽ câu vào cái chỗ mối hàn ở đây anh em nhé. Cái dây trắng đây nó sẽ nối liền với cái quận này. Thì bây giờ anh em sẽ tách cái dây trắng này ra khỏi cái quận này, và một đầu cái dây dài dài mà vừa nãy mình có bảo anh em mà ghen vào đấy. Đây anh em nhìn rõ rồi, anh em kéo từ bên này sang bên này, anh em sẽ quấn vào đây và anh em hàn vào cho mình ở đây đó, để nó sang cái quận bên này. Ok chưa ạ? Rất đơn giản thôi, nó chỉ cần hai mối hàn nữa anh em ơi. Đó, anh em sẽ hàn vào đây làm mục đích làm gì, là cái quận nó sẽ đi từ điểm không ở đây, từ cái điểm chỗ cái đầu tay mình chỉ đây, nó sẽ chạy qua cái quận này và tiếp tục nó sẽ được nối vào cái quận này đó, và cái điểm cuối của cái quận mới ở đây, điểm cuối của cái quận mới ở đây thì nó sẽ là cái điểm ở đây đó. Thì anh em sẽ hàn cái dây trắng đây, cái dây trắng mình kéo từ dưới này nên mình sẽ hàn vào đây rồi. Ok, thì anh em sẽ băng gen vào nhé, sẽ quấn băng gen hoặc là đút ống gen này vào để tránh cái hiện tượng chập cháy nhé. Kể cả chỗ mối hàn ở trong này anh em cũng nhớ phải quấn vào nhé. Ok, thì bây giờ là mình sẽ thử cái sản phẩm của mình xem là nó đã thông mạch hay chưa.
thì ở đây mình dùng một con đồng hồ vạn năng. Ok. Đó, mình dùng một con đồng hồ vạn năng Victor VC89C+. Mình quay sang thang thông mạch này. Đây là thang thông mạch anh em nhé. Đó, thì mình sẽ dùng cái đồng hồ này là mình đo xem nó có thông mạch hay không, mình dùng cái que. Đó, đây như này là thông mạch. Thì cách xác định rất đơn giản thôi, anh em sẽ đo cho mình từ cái điểm 0 ở đây. Đó. Một đầu thì anh em sẽ lộn ngược lại cái đầu rắc ở chỗ này. Anh em sẽ cắm vào cái dây và dây trắng ở đây. Đó. Thì anh em đo. Đó, như thế là thông mạch. Anh em nhìn cái đồng hồ ở đây, cái đèn nó đã báo rồi. Đó. Đấy, như thế là thông mạch rồi. Rất là đơn giản thôi anh em ạ. Đó, còn nếu như anh em mà không có cái đồng hồ này ấy, thì cách thức đo cũng cực kỳ là đơn giản, không có gì cả. Anh em lấy luôn cái bình ắc quy ở trên xe anh em sẽ đấu cho mình một cái dây điện vào đây. Đó. Và mát thì anh em sẽ cắm vào một cái bóng đèn ở đây. Anh xem sẽ đấu một cái đầu dây vào đây. Tách ra nhá. Đó. Để cho mát thì anh em sẽ cặp vào đây. Anh em tách cái này ra thì nó sẽ không liên quan đến cái thân ở đây nữa. Thì anh em sẽ đấu một cái dây dương vào đây, một cái dây dương bóng đèn vào đây, và một cái đầu còn lại thì anh em sẽ dí vào mát. Làm nào cho nó đèn nó sáng thì là được. Đó. Để nếu mà cái đèn của mình không sáng thì có nghĩa là hai cái quận này nó đang không thông nhau. Còn cái đèn của mình nó sẽ sáng lên ấy, thì cho rằng là hai cái quận này đã thông nhau. Ok, như thế là rất là đơn giản thôi. Và bây giờ là anh em có thể là quấn băng ren cách điện vào cho nó. Rồi là anh em có thể không có băng ren ấy thì băng ren ấy, thì anh em có thể quấn băng dính vào, hay là ống ren ấy. Đó. Thì bây giờ bắt xong rồi thì anh em sẽ quấn, sẽ bắt vít vào cho mình như này. Đây là mình làm demo anh em ơi. Đó, mình làm demo ấy thì mình chỉ bắt gá một con ốc vào đây thôi. Thì tất nhiên là khi anh em lắp một cái quận to vào đây ấy, thì là anh em phải kiếm cho mình thêm hai con ốc nữa. Bởi vì hai cái con ốc lúc đầu nó rất là ngắn này, nó chỉ bắt vừa cái quận này thôi. Đó. Thì bây giờ anh em phải kiếm cho mình hai cái con ốc nữa thì anh em mới đủ để bắt vào hai con này để giữ nó cố định ở đây. Đó. Rất là đơn giản thôi. Đây là cái cách mình hướng dẫn để cho anh em lắp, để đưa lên cái bộ điện mà anh em đã lắp cho mình cái con ổn định điện như này rồi nhá anh em nhá. Đó. Thì đấy là do là cái bộ điện ở dưới này nó yếu quá thì mình đã hướng dẫn anh em cái cách mà để tăng thêm một cái quận nữa để nó đưa lên. Rồi ok. Thì sẽ có anh em sẽ thắc mắc là tại vì sao mà mình không câu cái dây vàng này vào cái quận này mà cái đầu chỗ này là mình lại để thừa ra đây. Đó, thì mình sẽ giải thích luôn. Điện nó sẽ đi từ cái điểm mà có con ốc ở đây. Đó. Qua cái bộ quận này, qua cái mối nối ở chỗ đây để nó sang cái quận này, và là cái điểm cuối của cái quận này nó sẽ là cái dây trắng để lên trên chỗ cục sạc của anh em đó. Thì là mục đích mình làm như thế để làm gì? Để tăng cái số vòng này lên, tăng cái từ thông này lên. Thì số vòng càng lớn, từ thông càng lớn thì là cái đường nạp của các bạn nó sẽ khỏe. Đó. Còn cái dây vàng này thì anh em vẫn để nguyên ở cái quận này. Nếu như cái quận này mà nó cũ nó kém rồi thì anh em có thể là bâu vào sang cái quận bên này cũng được. Bỏ cái bên này đi và anh em sẽ hàn luôn vào cái chỗ cái đầu dây đồng ở đây. Anh em nhìn rõ không? Cái đầu dây đồng ở đây. Đó. Cái dây vàng anh em sẽ hàn luôn ở đây. Còn không ấy, thì anh em cứ để ở đây. Mục đích là để làm gì? Là tại sao mà mình cũng không bỏ luôn cái dây vàng này ra? Là cái dây vàng này nó sẽ cấp lên cái chỗ cái con sạc đây. Thì con sạc này nó sẽ làm cái nhiệm vụ là đóng mở tự động. Nó như một cái van ấy, đóng mở. Nếu như cái bình của các bạn đầy điện rồi thì nó sẽ nhờ cái dây vàng này, nó sẽ can thiệp vào trong cái hệ thống này, nó sẽ tính toán và nó sẽ xả ra cái dây xanh ở đây. Ok chị ạ? Đó, cho nên là mục đích là vì sao mà chúng ta vẫn giữ lại cái dây vàng ở đây. Đó. Còn khi anh em mà muốn lên cục sạc Attila này anh em ơi. Đấy, muốn lên cục sạc Attila này mà vẫn dùng cái bộ điện độ như thế này nhá, để cho nó khỏe hơn nữa nhá, thì mình sẽ có cách như thế này, rất đơn giản thôi. Anh em sẽ gỡ con ốc này ra, cắt cái chỗ cái đầu mà có cái tròn tròn ở đây ra. Cái như thế này này. Đó. Đó, cái như thế này này. Đó, cái khuyên ở đây. Thì anh em sẽ cắt cái đầu này ra. Đó. Thì anh em sẽ lấy đúng cái đầu dây vàng. Đây, cái đầu dây vàng ở đây. Anh em hàn thẳng vào đây luôn. Thì nó sẽ không liên quan đến cái mâm chỗ này, thì gọi là tách mát. Để lên cái cục sạc Attila ấy thì nó sẽ là như thế này. Dây màu vàng. Đó. Anh em sẽ đấu vào dây hồng. Và cái dây màu trắng đây, anh em sẽ đấu vào cái dây màu vàng ở đây. Đó. Nếu như anh em đo điện, anh em đo điện ở hai cái cực này nhá, mà cái giá trị điện nó thấp
anh em nhé, giá trị điện nó thấp, hoặc là anh em đo ở cái đồng hồ như mình ở đây có, mà cái giá trị điện nó thấp ấy, thì anh em lại đấu ngược lại là cái dây vàng vào dây vàng và dây trắng và dây màu hồng ở đây, thì cái giá trị điện nó sẽ tăng lên. Thì anh em để nguyên như thế, nếu mà làm mà nó vẫn yếu ấy, thì anh em có thể lộn lại đó, thì đơn giản thế thôi. Vâng, như thế này là anh em đã được một bộ điện độ rồi, cực khỏe đó. Lửa đánh khi mà mình gẩy ra khung ấy, là mình có cảm nhận là trên cái xe tàu mà mình đã lên thành công rồi nhá, là đánh rất khỏe đó, rất đơn giản thôi. Thì cái chi phí mà lên một cái quận như này cũng rất là rẻ đó, mà lên thêm một con IC tăng áp này cũng rất là rẻ. Nếu như anh em mà thích đồ mới ấy, anh em mua hẳn một bộ gông mới như này luôn, nó cũng rẻ thôi. Thì anh em mua thêm một cái quận điện như thế này nữa, thì bởi vì cái bộ zin của nó mới là nó sẽ là như thế này đó, thì anh em bỏ cái quận này đi, không quan tâm đến cái thằng này nữa. Tí nữa thì mình có thể cắt đi, hoặc anh em có thể cắt đi, bỏ đi. Rồi ok, và anh em sẽ làm như mình vừa hướng dẫn đó, thì mua thêm một quận như này nữa, làm như này thì tự nhiên là xe của bạn có hai quận đó, hai quận thì nó sẽ khỏe đó. Nếu mà tính ra ấy, thì nó cũng tương đương với cái bộ này luôn anh em ơi. Đó, nhìn độ to rồi là độ dày của dây điện đó, cái quấn này tuy nó hai quấn thôi nhưng mà cái quấn nó to và nó dày, và cái xương từ sinh từ rất là lớn, thì nó cũng tương đương với bộ này. Chứ từ đó đi là suy ra là cái bộ điện của các bạn nó sẽ khỏe đó. Clip này rất là đơn giản thôi, mình hướng dẫn như thế cho anh em hiểu rồi. Vâng, xin cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Mình là Kiên Motul. Anh em thấy hay thì like, share, subscribe kênh của mình. Còn nếu như anh em nếu mà trong tình trạng là anh em không tự làm được như thế này ấy, thì alo mình sẽ ship hàng những cái bộ mà mình làm sẵn như thế này, thì mình sẽ ship cho anh em đó. Còn giá thì anh em alo thì mình báo giá trực tiếp. Thì bộ combo nhá, bộ combo gồm có một bộ xương như thế này và một cái con IC tăng áp như thế này nữa, thì anh em chỉ việc cắm vào. Còn cái bộ này anh em tháo vào cái lốc máy của anh em ra, đây nó có hai con ốc, anh em chỉ việc tháo hai con ốc ra, đặt cái bộ này vào cái đầu dây này, anh em chỉ việc cắm vào xe. Còn nếu như ở cái xe zin Thái ngày xưa ấy, thường nó hay dùng những cái rắc như này này, thì phiền anh em là có thể cắt cái đoạn này ra, nối cái rắc này vào, anh em nối theo màu nhé. Đây, cứ màu vàng vào màu vàng, trắng vào trắng, màu xanh sọc, đây là sẽ là cái con kích tử đây, thì là vào xanh sọc. Ok, còn cái dây đen sọc đỏ ở đây nó là cái dây này này, ở cái quận này ấy, thì bỏ đi rồi thì anh em không cần đấu nữa nhé. Ok, xin chào anh em, mình là Kim Motul.